Good evening, Nam. Hello, How are you today? fine, thank you. Today we continue with part four. Read the story. Choose the book from the past. Write the correct word next to number one. One next to number One, two, six. from one to six, there is one example. Okay, we have new vocabulary. This is the first. Can you, were. Were. Bạn thấy bạn bạn Nam ơi thì cô có từ were nó có nghĩa là gì nhỉ? Bạn có thể nhìn vào Bức tường. đúng rồi, bức tường. Cô có từ mới là were, bức tường. Hai, the next word cage. Cage. Một cái lồng. Đúng rồi, cái lồng. The next word, can you read? Don't know Treasure. 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 Can you see it in the picture and can you guess? Đúng rồi, kho báu. Cô có từ treasure, treasure, kho báu. And the next word. Pirate. Prior. Pirate. Prior. Can you guess? Hai tặc. Đúng rồi, hải tặc. Và cô có từ pirate, hải tặc. Rồi, cô có một động từ bot. Bot. Bot là Hả, rồi, cô có động từ bought là mua. Động từ bought ở đây là quá khứ của từ. Từ buy là động từ ở hiện tại và từ bought là động từ ở quá khứ, có nghĩa là mua. Rồi, được rồi. Và tiếp theo một danh từ beach. biển Đúng rồi, bãi biển. And biển look. What does nhìn mean? nhìn Very good. And the next word. sai Sailed. sai Sailed. sai Can you guess? sai What does it mean? là thuyền thuyền Rồi. Rồi, cô có từ gốc của từ sail là chèo thuyền và động từ nó ở quá khứ thì nó thêm ed thì cô đọc là sail. sai Rồi, rồi thêm một động từ mới nữa, drop. drop Can you guess? You can see in the picture. nhanh Cô có động từ drop là rơi. nhỉ. Nó là một động từ. Mình bắt đầu với đoạn văn. Can you read the text? Last Saturday afternoon, I went to the cinema with my father. On the wall outside the cinema, there was a big picture of the film. We went inside. Tom threw out ticker and an ice
great for me. Ừ, Which rồi. resistor? Rồi. Ừ, cô có ở câu số 1 that dot 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 our tickets and an ice cream for me. Không, không, rồi, không rồi. Ừ, thì bạn nghĩ ở đây mình sẽ điền vào ô số 1 là từ gì nhỉ? Ừ, cô có những cái từ vựng ở phía trên này, mình dùng nó để điền vào 6 câu, 6 ô trống ở dưới đây. But, bot thì sao nhỉ? Do bộ bộ thi cơ đã bộ thi đã mua lo. Rồi, mình cùng dịch lại từ đầu với cô nha. Ừ, last Saturday afternoon. Rồi, có nghĩa là gì nhỉ? Chiều Ừ, thứ bảy đúng. tuần trước ạ. Rồi, vào chiều thứ bảy tuần trước thì sao nè? Tôi đã bây giờ đi Ừ, tôi đã xem, bây đi. giờ đi xem phim cùng với bố của tôi. Ừ, tôi đã đi đến rạp chiếu phim. Đúng không nè? Cô có từ cinema, rạp chiếu phim với bố của tôi. Ừ, và Trên ở trên. tương Ừ, ở trên bức tường. Ở trên bức tường ở đâu con? Ừ. Ừ, outside là phía ngoài. Ừ. trên bức tường phía ngoài có đang tập phim, Ừ, của rạp phim. có một bức tranh có tên khá là lớn Ừ. về tại người ta với bộ phim. Ừ, có một bức tranh về bộ phim rất là lớn ở phía ngoài rạp chiếu phim đúng không nè? Cái bức tranh đó thì nó được treo ở trên on the wall, ở trên tường. Và sao nữa nhỉ? Cô có từ outside là bên ngoài, vậy cô có từ inside thì nó trái nghĩa với từ outside. Hai từ này trái nghĩa với nhau. Ừ. Bên Bên ngoài và bên trong đúng không nè? Rồi, cô có từ inside, bên trong. Chúng tôi đã đi vào bên trong. Rồi, và bố bố đã mua ừ, cô có từ tickets. Rồi, bố đã mua vé cho chúng tôi. Bố đã mua. Ừ. một mua vé và kiếm Ừ. tiền cho tôi và chúng tôi ngồi xuống. Ừ, đúng rồi. Cô có từ sát là quá khứ của từ gì nhỉ? Ừ, đúng rồi. Sit down. Rồi, tiếp tục nè. Giờ Read đi. the sentence. The film was about A famous. famous Bộ phim thì như thế nào bạn Nam à? bộ Bộ phim phim. Ừ. nói famous Ừ, cô có từ famous là nổi tiếng, là một tính từ. Nó nhấn trọng âm đầu nha.
nha bạn nam. Cô có từ famous. Famous. Thôi, bộ phim nói về. Rồi, cô Yeah. có một tính từ nổi tiếng. Sau đây cô sẽ sau tính từ cô sẽ có là một danh từ. Rồi, rồi. Đúng rồi, hải tặc. Cô đáp án của cô là câu số 2, number Hãy two. Pirate. Nếu là câu số 2 này bạn nam mà chưa đoán được thì mình có thể đọc tiếp theo câu sau nè. His name. name was Jim and he has a curly brown Mustache. mustache. Rồi. Tên của anh ấy đúng không nè? Yeah. Có phải là dùng để chỉ một người đúng không? Có phải là dùng để chỉ một người không? Có. Đúng rồi, là nó thay thế cho danh từ nào ở phía câu trước nha. A pirate thay thế cho từ pirate dùng để chỉ người. Thì ở đây trong ở trong đáp án của cô thì chỉ có từ pirate là dùng để chỉ người thôi. Mình có thể dựa vào câu câu sau để mình đoán được câu số 2 nè. Rồi anh tên của anh ấy là gì Jim. nhỉ? Jim. Và anh Và ấy như thế nào? anh ấy có một mái có một mái tóc xoăn và một Xoan. mái tóc xoăn và một bộ râu một bộ râu màu nâu. Một bộ rau màu nâu. And number three. Cô có từ boat là con thuyền. Boat. Rồi tiếp tục. Cô có cô có từ island đúng rồi, là đảo. Con thuyền đến đảo đúng không nè, mình dịch câu nè. Con thuyền đến đảo với ai nhỉ? Với một vài người bạn thì anh ấy như thế nào? Câu số 3 thì ở đây cô sẽ có là một động từ, là một verb. Rồi, bạn có thể nhìn, bạn Nam có thể nhìn những cái từ gợi ý trên này. Những từ nào là một động từ nhỉ? Có phải là Lúc look. trong và thở Look, từ gì nữa nhỉ? trong Drop. Còn từ này thì sao? Say. Chèo có phải là một danh từ không? Chèo thuyền mà. cho thêm là động từ. Là một động từ đúng không này? Rồi, thì bạn nghĩ ở đây là mình nên điền động từ nào thì hợp lý nhất? He sat on. Rồi, He let's check the answer. That's great. Anh ấy như thế nào? Anh ấy theo anh ấy theo trên chiếc thuyền đến đảo cùng với bạn coi nữa. T. Họ đã như thế nào nhỉ? T. Can you read the sentence? They ate. They ate some coconuts
they put on On the the treasure there. Họ cô có từ ate làm động từ quá khứ của từ. Đúng rồi, eat. Họ đã ăn. rất nhiều dừa. Cô có some là một vài trái dừa. Sau some là một danh từ đếm được. Nó có nghĩa là một vài. Sau nó là một danh từ đếm được. Họ đã ăn một vài trái dừa. Rồi, gì nữa nhỉ? Which là chỉ cái gì? Which cái mà họ... Họ đã ăn một vài trái dừa, cái mà họ found on. Cô có từ found on là tìm thấy. Nó là quá khứ của từ. Phải. Họ đã tìm thấy. Họ đã tin tin họ đã ăn một quả dương, họ tin thấy ở trên biển. Họ đã ăn một vài quả dừa. Cái quả dừa đó thì họ tìm thấy ở trên bãi biển ở đây. Được chưa nè? Rồi, đáp án câu số 4 của cô là từ beach. Rồi, mình tiếp tục. And then they went fishing. Ba họ cũng câu cá. Họ câu cá. After that, they went for a walk and passed Box. big box with some rock. The big box. A big box. Rồi, chú ý giúp cô là từ box. Rồi, after that, sau đó thì chim như thế nào nào? Jimmy bộ Tim Tim đã đi bộ. Cô có từ went là quá khứ thì cô sẽ dịch là đã đi. đi bộ và tin thấy ở ở giữa và tin thấy Và anh ấy đã ở tìm thấy cái gì vậy bạn nam? một cái hộp ở ở giữa vai, một cái hộp lớn ở giữa vai, rock ở giữa vai, rock. Có từ rock là một vài cục đá, tảng đá. Và Jim phải đi bộ và tìm thấy một vạn tìm thấy một hộp lớn ở giữa ba tầng đá. Đúng rồi. Và sau đó thì anh ấy như thế nào nhỉ? Treasure. Anh ấy. Anh ấy mở một hộp ra và bên trong cái hộp đó có rất nhiều đặc quý, có rất Đã nhiều có kho kho báu đá quý. Jim salted. Cô có từ salt. nói. Salt. Rồi, salted, quá khứ của từ salt. Jim đã hét lên. Jim đã hét lên. Jim Đang salted nhớ to his friends. người bạn của anh ấy để Đến khóc
Em lâu ở để vẫn ghi ghi từ đây. Very good, and They all laugh and then when they stand inside the house, I enjoy the film a lot. rồi bạn Nam hiểu câu cuối như thế nào nhỉ? Hồi mừng Ừ. vang nhảy đi họ tìm được ở trong hộp. Ừ. Họ đã vui và nhảy khi mà họ they saw. Cô có từ saw là quá khứ của từ. Ừ, rồi, cô có từ saw, quá khứ của từ see. Ừ, họ đã vui và nhảy khi mà họ nhìn thấy bên trong cái chiếc hộp đó. Ừ. Ừ, rồi. Rồi, đến đây là hết bộ phim rồi. Và I enjoyed the film a lot. Ai ở đây thì dùng để chỉ ai nhỉ? Ừ, tôi ở đây dùng để chỉ nhân vật nào nhỉ? Cho chị nhân vật đi cùng với Ừ, cùng với bố đi xem phim đúng không nè? Ừ, đúng rồi. Ừ. Này, bạn Nam ơi, bạn Nam có thể đọc lại giúp cô tất cả các từ vựng này lại một lần nữa được không nè? Ừ, ok. Word. Page. Page. Treasure. Treasure. Very good. Pirate. 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 Coins. Bot. Peace. Beach. Rồi bạn Nam nhớ giúp cô nè, mình phải phát âm cái âm cuối của từ beach ra nè, beach. Hình như là bạn Nam đang đang bị tắt mic đó nên là cô chưa có nghe được. Này mất cái đó có nè. Peace. Beach. Peace. Rồi nhớ giúp cô là trọng âm cuối của nó nè, mình phải phát không cái âm cuối của nó nữa thì nó mới ra đúng cái từ beach. Peace. Peace. My. Look. 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 Yes, very good. True. Say. Trong tiếng Anh á, trong tiếng Việt thì mình có thể nhìn thấy là âm chữ S nè, A, I, nhưng mà trong tiếng Anh thì mình sẽ phát âm nó thành là S, E, I, Sayer. Rồi, nếu là quá khứ của nó thì mình phát âm sao nhỉ? À, said. Say it. Ở đây cô có âm L nè, âm chữ L nè, thì mình sẽ phát âm như thế nào nè? Mình sẽ uốn lưỡi nó lại để mình phát âm cho nó đúng hơn, được chưa nè? Say it. Yes. Drop. 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 Rồi, bạn Nam nhớ giúp cô những cái từ như thế này nè. Thì nó luôn có âm cuối và mình phải phát âm cái âm cuối của nó ra thì nó mới ra được đúng từ nha. Nha. Yeah. Rồi, được rồi, đúng không?
We move to the next part. You now choose the best name for the story. Pick one. Pick one box. Cái đêm này là ở mục tiếp theo người ta yêu cầu mình làm gì nhỉ bạn Nam? Chọn cái tên, chọn tên hợp nhất cho cái câu chuyện vừa rồi. Và như thế nào nè? Tích. Tích tích hình Ừ, thôi. đúng rồi. Dấu tích như thế này đúng không? Ừ, tích vào trong cái ô này. Rồi, bạn Nam nghĩ trong ba đáp án này thì cái câu chuyện vừa nãy mình vừa đọc xong ấy, thì mình nên đặt tên cái câu chuyện này như thế nào là hợp lý nhất nhỉ? An afternoon with that. Đã, that's the right answer. And part 5, look at the pictures and read the story. Write word to complete the sentence about the story. You can use one, two or three words. Cô có đề bài ở đây à, yêu cầu mình phải làm gì nhỉ? Đó, yêu cầu mình đọc cái câu chuyện, đọc câu chuyện và viết từ vào. Cô có từ complete là hoàn thành, viết từ Để to để hoàn thành. Để hoàn thành the sentence. Rồi, để hoàn thành câu. viết từ ra để hoàn thành câu về về câu chuyện. Rồi, trong cái những cái chỗ trống này thì mình có thể sử dụng mấy từ nha. Một hai hoặc ba từ. Đúng rồi. Rồi, can you read the test? The pen, his mom said, I want to go shopping. Can you help me then? She said. Jane and her mother caught the pen to the town. Jane's mother carried one home and Jane carried it and your piece Ừ, cô có the từ the bus. bird stop outside a big supermarket and they went inside. This wasn't very happy. She thinks shopping is fun. Rồi, bạn Nam lặp lại giúp cô từ này nè. Stopped. Stop. Rồi, là có nghĩa là stop. Là từ của, là động từ hiện tại của nó là từ stop. Là phía cuối của nó, âm B thì mình phải phát âm như thế nào nhỉ? Mình phải bật hơi ra đúng không nè? Stop. Stop. Rồi, nếu ở quá khứ thì cô thêm gấp đôi phụ âm lên và cô thêm ED thì cô sẽ phát âm là stopped. Stopped. Stop. Rồi mình cùng dịch lại cái đoạn văn này và mình sẽ bắt đầu làm bài sau nha. Rồi bạn Nam hiểu đoạn văn này như thế nào nhỉ? Đoạn văn này Rồi mình có thể dịch từ câu đầu tiên nào. vào vào cuối tuần, mẹ của Jane nói tôi muốn đi mua sắm. Tôi muốn đi mua sắm. Con có thể giúp mẹ không? Very good.
Cô ấy là có thế là Diêm Vương mẹ đã đi băng xe lên xe. Rồi, cô có từ caught là quá khứ của từ catch. Catch. Quá khứ của từ catch này nè bạn nào. Catch. Jane và mẹ của cô ấy đã bắt xe buýt đến. Đến thị trấn town, đến thị trấn. Cô có từ carried. Rồi, động từ nguyên mẫu của nó là từ gì nhỉ? Rồi, cô có từ nguyên mẫu của nó là carry và quá khứ của nó là carried. Là mẹ của Jane đã mang một cái túi. Bao với túi là gì và gì đã bác đã bác Another, mẹ của another Jane. Mẹ của Jen thì mang một cái, bạn có thể nhìn thấy trong bức hình nè, mẹ của Jen thì có một cái túi và Jen thì cũng mang một cái túi khác nữa, hai người mỗi người một cái túi riêng, được không? Rồi, cái câu đó mình dịch như thế. Rồi câu tiếp theo nè. Xe buýt dừng lại ở Outside, cô có từ outside. đi ra Đúng rồi, để dùng để chỉ nè, outside là phía ngoài, xe buýt đã dừng lại ở phía ngoài. ở phía ngoài trung tâm mua sắm ạ. Ở phía ngoài một cái siêu thị lớn, được chưa nè? Và sau đó Và họ đã đi ra. Và họ à, họ là vâng, vào trong đó, ở trong đó. Đúng rồi, vào trong đó và họ đã vào trong đó. Inside là dùng để chỉ bên trong. Được chưa nè? Rồi. Duyên không cảm thấy vui quần lý ở quần lý mua sắm thật là Cô có từ boring là chán. Cô ấy thì nghĩ mua sắm rất là chán. Rồi trong đoạn văn này thì cô cùng bạn Nam nè có rất là nhiều từ vựng mới nè. Rồi bạn Nam chú ý giúp cô những cái từ vựng mới cô vừa chỉ bạn Nam hả? Rồi từ boring một từ mới nè. Rồi cô có một ví dụ nè. Jane and her mother went shopping at the weekend. She went to town by bus. Rồi mình có thể nhìn thấy ở đầu đoạn văn nè. Rõ ràng là vào cuối tuần đúng không? Rồi. Thì chỗ đây cô đã điền vào là Jane và mẹ cô ấy đã đi shopping vào cuối tuần. Mình dựa vào đoạn văn. Để mình điền vào ô trống này, mình có thể điền từ 1, 2 hoặc là 3 từ. Rồi. Bắt đầu. Bắt đầu ở câu hỏi tiếp theo. Carried. Ở đây thì quá khứ phía cuối của nó thì mình phát âm the carried. Carried. Okay, let's check the answer.
Yes, the answer is bag. Jane đã mang một cái túi cho mẹ của cô ấy đúng không nè? Rồi, number two. They were shopping in the big supermarket. That's the correct right answer. And number three. Jane doesn't enjoy shopping because she thinks it's boring. Và cô ấy nghĩ nó như thế nào nhỉ? That's the correct answer. Very good. We will continue with number four. Inside the cell, this mother pieces of dirt. Cô có từ picked. Picked. Inside the cell, this mother pieces of dirt and press, but she curse. Rồi, phát âm lại giúp cô nè. Fruit. Food And bread. and bread, She couldn't. she couldn't buy any rice. Thì ở đây mình dịch câu như này như thế nào nhỉ? Ở trong giờ thì mẹ của lấy food kiểu là Cô fruit có từ là fruit. quả. Đúng rồi, hoa quả, trái cây. Mẹ của Jane lấy hoa để họ qua vợ ấy mi, nhưng cô ấy không tìm thấy gạo. Cô ấy không thể tìm thấy gạo. Rồi, câu tiếp theo nè. Jane bước lên xong Below. Below. Below the past. Cô có từ below, giới từ dùng để chỉ ở phía dưới. Below nghĩa là ở phía dưới. Nhưng ba dế đã thấy đi thấy ở dưới dưới past ở dưới past kia bị ổng ạ. Nhưng mà Jane đã tìm thấy rồi câu hỏi bạn Nam thì Jane đã tìm thấy ở đây dùng để tìm để chỉ là Jane đã tìm thấy cái gì nhỉ? Dễ dàng tin tin thấy gạo. Đúng rồi, Jane đã tìm thấy gạo ở phía dưới mì ống đúng không nè, nó nằm ở phía dưới mì ống. Rồi mình tiếp tục câu tiếp theo nè. Her mom was Pleased. pleased. Curly girl. She said. Mẹ của cô ấy nói Cô có từ believe pleased. Mẹ của cô ấy thì rất là hài lòng. Và cô ấy nói sao nhỉ? cleverly Clever. clever Clever là thông minh. Rồi. Clever là một tính từ, nó có nghĩa là thông minh. Clever girl. một là cô gái thông minh ạ. Mẹ của Jen đã khen cô ấy là một cô gái rất là thông minh. Không về. Tiếp theo, mẹ của Jane. Mẹ Jane muốn. Cô có từ then là sau đó. Sau đó,